Chương trình thời sự tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam 21 tháng 5 1973, 21 tháng 5 năm 2023 và 47 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm thành phố. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban Nội chính thành ủy Võ Công Chánh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cùng các đại biểu là cán bộ kiểm lâm thành phố qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng kiểm lâm Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Đến nay, chi cục kiểm lâm Đà Nẵng có 3 hạt kiểm lâm, một ba quản lý rừng đặc dụng, 6 trạm quản lý bảo vệ rừng và một trạm lâm sinh phát triển giống lâm nghiệp với tổng số công chức, viên chức và người lao động là 126 người. Chi cục đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các địa phương đơn vị triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và quản lý rừng thực hiện khoán bảo vệ trên 18.000 ha rừng cho hộ dân, trồng mới 100 đến 150 ha rừng đặc dụng, phòng hộ, gieo tạo 50.000 đến 60.000 cây giống lâm nghiệp. Đặc biệt, độ che phủ rừng của thành phố luôn được duy trì và phát triển ổn định hàng năm và hiện nay đạt 45,5%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học được quan tâm chú trọng thường xuyên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm thành phố, cũng như quá trình cống hiến của các bộ kiểm lâm qua các thời kỳ, vì lá phổi xanh của Đà Nẵng. Đề nghị mỗi công chức kiểm lâm và viên chức chuyên trách bảo vệ rừng tiếp tục học tập, trao dồi phẩm chất, đạo đức, tự nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng công tác, hướng đến tính chuyên nghiệp cao, để xứng đáng là người công chức, viên chức trong thời đại mới, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng của thành phố. Dịp này, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố. Cùng với đó, một tập thể hai cá nhân nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng, phát triển lực lượng kiểm lâm vững mạnh. Hai tập thể, ba cá nhân nhận bằng khen của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam.